Hôm nay nhìn sao rồi, em về thấy em mừng không? Dạ mừng. Rồi tối còn ngủ im không? Dạ em. Ngủ thấy em không? Nè. Cậu thấy cho em nè. Có nựng em không? Có. Đây nè, cho nó ra đây ngồi với em. Kìa qua ngồi giữ em kìa. Giữ em. Đâu chút cho bú rồi chú coi thử coi. Biết cho bú không? À biết. Đâu biết cho bú đâu. Biết cho bú không? Dạ không. Con ngồi kế em kìa. Em nhúc nhích rồi kìa. Em nhúc nhích là sao? Không biết ru không? Kìa, coi nói gì vậy? Kìa, nói gì kìa. Anh Minh ơi. Kìa, con đi mở mắt kìa. Mở mắt rồi kìa. Mướt. Rồi đêm hôm gặp mẹ không? Cuộn lại hết rồi. Dạ không. Không hả? Nãy em cuộn lại hết rồi đó chị. Em cuộn cho chặt lại rồi đó. Dạ dạ. Em về đây cưng không? Cưng. Cưng ha. Dạ. Khỏe hơn trong bệnh viện ha. Dạ. Ôi ơi, em mở mắt rồi kìa. Mở mắt ra nhìn kìa. Chùm nhiều quá nó hầm không? Không. Em bé giờ là nãy nó hở ra rồi, chân lạnh nhất à. Em bé nó nọ ra ấy mà. Cái phòng này mới lạnh mà sợ gì đâu. Dạ. Dạ. Cưng em nào nhất? Dạ cưng ba em. Cưng ba em luôn hả? Dạ. Rồi nữa. Nói con bồng hai bên đứa, hai đứa chứ cần cổ một đứa nữa, ba đứa. Còn được không? Không, còn nhớ mẹ lắm rồi, nãy mặt không có tươi đó. Con còn nhớ mẹ lắm hả? Dạ. Nhớ lắm. Càng ngày càng suy nghĩ. Tối nó ngủ nó nhớ mẹ mặt nó còn hiu. Lúc con ngủ chung với mẹ hay gì lúc mẹ còn sống á? Dạ. Rồi giờ hết ngủ chung rồi ha. Mẹ nằm đây mấy các em á. Mẹ mẹ nằm kế bên đó, con nằm kế bên đó. Nghĩa là mẹ nằm kế bên các em nè. Mẹ có số. Giờ mẹ đâu còn nữa đâu. Đấy còn mấy chú ra. Bên nào bé Út đâu? Dạ. Đói hả? Dạ. Ai em là nhõng nhẽo nhiều nhất? Dạ. Út hả? Đó. Út dạ. Khóc nhiều hả? Dạ. Út khóc nhiều. Nghe nói bữa nay ai sinh đứa hả chị ta? Thế hả? Có người tư sinh rồi hả? Chị nghe nói chị mà. Chị Mạnh Thường Quân là sinh bé phải không? Đó. Cho không? Họ hỏi chị không? Dạ. Bắt được chứ trời. Có đó, hồi sáng có đó. Còn chịu không? Có người nhân tình rồi. Chị hỏi anh Tâm xin biết gia đình sao mà cho xin không cho không rồi con nuôi nói không bắt đầu rồi không cho nuôi nói không con làm gì con nuôi em con học giỏi đi con học giỏi con kiếm tiền nhiều ấy con nuôi em ha dạ biết nữa còn cổ nè rồi hai tay hai bên nè bé còn khờ quá đó. Nói chung là nó nhớ mẹ lắm. Con dắt đi ra ngoài là đi dài dài một lọt, buộc dây lại. Nắm cục dây. Dẫn đi. Chịu không? Dẫn đi, dẫn đi chơi. Đi mua bánh rồi một lần là dẫn ba đứa đi luôn. Mà mua cái đứa kia cái hộp bánh bự lên, hộp bánh nhỏ không được. Mua phải đồng đều mới được. Con mua được không? Con giờ có tiền phải để ông heo nè. Thì dành mua quà cho các em. Ai cho con tiền ấy, con đi học về cái chạy mừng cái có quà không? Mừng. Mừng ha. Dạ. Nó đi học con có nhớ em không? Dạ nhớ. Nhưng mà khi mà con nghĩ đến em thì con phải ráng học giỏi nha. Dạ. Học giỏi sau này mình dạy em mình nè. Dạ. Cứ mỏ mướt nó chù. Chù mỏ kìa. Thế anh Hai nói chuyện ấy, nó chù đây. Trời ơi, chú nhỏ Minh, nữa kìa. Con nói gì mà em chu mỏ dữ rồi Minh. Chú kìa. Trời ơi, nói anh Minh ơi. Anh Minh có đúng gì lời hứa với em không? Chị ta nhận cái giúp mặt bà. Nhưng mà đi ý nè. Con mẹ đi trang nha. Đi trang cái cây. Đúng mẹ à. Giống như lắm luôn. Con thấy em giống ai con? Dạ giống chị Y Phương. Thế hả? Dạ. Giống chị Phương à? Giống dạ. Con không? Dạ không. Sao con nhìn giống con kìa?
Đúng rồi. Không giống sinh à. Đúng con đó. Dạ ta xin cho không? Cho em không? Không nha. Chùa ngõ. Út nhỏ nhẹo nhất đó. Hả? Út hả? Bây giờ Út. Tại vì cái mà bác sĩ nó ra đó, cái bé nhỏ nó bị chèn nó nhiều quá, bắt trước chèn. À thế hả? À. Thành ra bé này là Út chứ hả? Thường thường mổ là tại em cái đứa nhỏ nó bị chèn cái. Ta lấy đứa nhỏ chứ hả? Chắc là chị nhỏ này là chị ấy nè. Chị tóc tép tóc tép mọi ngoài bự rồi bự thành nhỏ. Nó ra. Nào ra trước thì chị trước. Không có. Mổ là bác sĩ lấy đứa bé bị giấu ra trước. Đứa này là bị chèn lấy trước nè. Chèn khuôn rồi trời. Bé này có chừng vài tháng một tuổi rồi nhìn thấy cưng dữ. Lúc đó nó kêu anh Minh ơi, anh Minh đi học hả? Cậu em đi chơi với. Kêu anh Minh đi múc nước nè. Chỗ nó uống. Kìa nó chu lên kìa, nó thấy nó chua kìa. Út chu lên kìa. Có bà Minh mà ha, Minh đang cắt sữa này kia. Ồ mẹ, ồ mẹ. Minh lên vệ sinh rồi đó. Hai quần. Hai tả. Vừa đứt thay quần hai tả nè. Minh có sợ đâu. Trời ơi. Con sợ không? Con sợ không? Không sợ ha. Nó nằm sáng vậy đây hoài. Hôm qua nó lau phòng này, nó lau cửa bóng hới đó, thấy không? Nằm, con nó con lau sạch. Nằm về. Nằm về. Không học về là vậy là vậy không? Là con Hương cho bé đậu hả? Rồi hai bé sao không Hương hả? Bởi em bắt hai bé sao? Ồ gì nựng bé đầu không không nựng hai bé sao rồi. Đó. Xong rồi. Nghe em hoài. Trời ơi, bây giờ mà mấy chắc nó khóc thiệt đấy nhỉ? Hả? Khóc rồi. Chở đi chơi vài bữa. Chịu không? Mình. Không chịu. Mượn chở đi chơi vài bữa trả gì. Con chịu không? Một đứa hả? Còn mới hai đứa cũng được nữa. Chừa con bé thứ hai lại cho con. Nựng nhiều chứ. Không chịu rồi. Tại vì con nựng bé này nhiều mà. Rồi con màu với lỗ mũi rồi kìa. Con chín chín kìa. Dứng kìa. Bà mũ đó. Giờ là ngồi trực thờ mấy đứa. Bà mũ đó. Minh bây giờ ngồi trực giữ em á nha. Sợ bọn phải canh nghe. Ấm mất tiền. Người lạ đi vô là không có được nha. Ông này ông gạt từng lễ này. Còn gì nhớ giữ người lạ vô là không có cho nghe. Không cho vô đây. Bồng mất tiêu đó. Mất tiêu đó. Bồng mà lúc đó còn khóc. Giữ cho kỹ, ăn cơm phải bưng tô cơm màu đen nè. Ngoài cửa, canh cửa chắc ăn hết. Không vô được. Đắp hai ba cái mền luôn hả? Tôi đè lên cho nó nằm im đó. Nặng nặng cái nó để ngủ. Cái mấy con thú nhỏ nhỏ gì nè, đè chậm hai bên này nè. Hay. Con đút cho em bú được không? Con có cho bú thử chưa? Chưa. Rồi hôm bé nào khóc đâu? Cái này. Bé Út khóc không ha? Dạ. Hai bé bé chị không khóc. Khóc không khát sữa hay gì? Ha, dạ. Nhớ mẹ. Nó khát sữa. Sữa ha, chứ không phải đòi đi chơi ha. Có đòi đi chơi không? Không. Thì đó là đi chơi chị giữa cười. Cười miệng đó nè. Hơi vàng da còn nhỏ kia nó hồng bé giữa vàng da đủ chất nó ăn được nhiều chứ nó dành ăn được nhiều lớn rồi con mua gì cho em ăn em bánh bánh hả dạ. Có tiền không dạ có ở đâu có dạ cha cho để cho để dành hả xài tiết kiệm lắm bây giờ mọi người cho tiền nhưng mà nó tiết kiệm lắm tiết kiệm cho em để dành cho em tóc của nó đang mông
Nếu ba chị em hết một phòng rồi đó. Rồi nữa con ngủ ở đâu? Dạ con ngủ bên đó. Không có nữa, ba em lớn lên kìa. Không có vợ ngủ đâu. Hả? Ngủ đâu? Trước hay gì? Không biết. Không có vợ luôn rồi. Hỏi. Chú hỏi sao quá. Chưa nghĩ tới tương lai. Dạ thấy chú mắc quá, quá khổ ha 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 mình ha. Chặt đầu rồi đó. Chuẩn bị á. Tiếng vợ sau. Chuẩn bị có cháu con của anh hai nữa kìa. Chịu không? Thương em mà ha. Dạ. Không thương cháu hả? Lắc lắc đầu rồi đó. Không thương cháu mà thương em mà. Em đúng ruột của nó mà. Nụ mũi cao hết đấy không? Tiểu sáng giờ gợi ý mấy lần rồi? Không biết. Hả? Con biết không? Ừ. Trời tụi em thì không biết. Dữ vậy em kỳ á. 22 và 52 hả? Dạ. Cái này làm thì không biết luôn. Này là nó cũng đi cầu bóng, ok. Nhưng mà mấy bữa nay nó đi su á. Bữa nay đi bình thường á chị, nó đi bình thường vậy hả? Tại vì nó uống sữa mẹ. Có cái phòng mới có máy lạnh này đỡ chứ không có máy lạnh. Nó điều hòa cái nhiệt độ dễ chịu ha. Nó nóng sao mà chịu nổi. Con chú nhỏ. Con thiên thần nhỏ. Rồi tới đầy tháng rồi con cho em gì? Chuẩn bị tiền chưa? Mình nhiêu? 100. Có 100 ngàn hả? 100 là một đứa, 100 là ba đứa, 300 ngàn đó. Chứ con cho một đứa một sao được. Chia ra hả mình? 100 chia làm ba đứa được nhiêu? Xin thôi, xin. Có 100 chắc là cho bé thứ hai nè. 40, kia 2 đứa kia 30 đúng không? Chia đều luôn. Kìa nó chu mỏ kìa đó, anh em phải chia đều mới được ạ. À. Ba đứa là ba đôi bông đó. Là 6 chiếc bông đó. Lò 6 chiếc bông đi. Chiếc bông đeo vào lỗ thỏ vào lỗ tay cho em kìa. Cưng lắm kìa. Để hán là đặt tên chứ đâu có bốc gì hết đâu. Một tuổi mới bốc chứ đâu. Tuổi mới bốc hả? Để hán là người ta cúng ông bà. Đã kêu chú Tăng lên bốc. Bốc đi đứa nào, chín chín đứa nào là chở đi đứa đó. Phải không anh Năng? Ừ, bọng gì đứa đó. Rồi sao? Nhìn lộn bốc nha. Ai cho nhanh thì bốc. Ngồi dưới em mà đen luôn. Cho chú bồng đứa đi nha. Chú đang kiếm con gái nè. Khóc em ngồi khóc thiệt buồn. Mình giỡn cho em vui chứ em buồn hiu hả? Mặt nó không có mùa xuân. Có buồn không? Buồn. Nhớ mẹ. Nhớ mẹ nhiều lắm hả? Dạ. Mấy ngày nay đâu có nghe tiếng mẹ kêu Minh ơi vô ăn cơm đâu. Khóc nữa. Chảy nước mắt rồi. Mình còn khóc chứ nói gì. Mẹ là không bữa cơm ăn hoài mà giờ mẹ đâu có bữa cơm nữa đâu. Con bấy mới cưng con. Khóc mình rồi. Đâu tội không? Nhớ mẹ. Khóc nữa rồi. Giờ con ước gì có mẹ ở đây kế bên ha. Buồn rồi, bé Minh nhớ mẹ khóc rồi mọi người ơi. Khóc rồi. Khóc chảy nước mắt luôn kìa. Đâu còn ai bữa cơm cho Minh ăn nữa đâu. Bây giờ Minh phải làm anh hai. Đúng rồi, Minh đi học về là có mẹ bữa cơm ăn nè. Rồi giờ đâu có ai bữa cơm nữa đâu. Không có mẹ buồn mà còn bây giờ giữ em nữa chứ. Rồi còn ngồi canh em nữa nè. Sợ người ta bắt nữa nè. Ừ, khóc luôn rồi. Quá trời rồi. Giữ em cho mẹ đấy. Mẹ con về Tây Phương cực lạc. Lan Minh nói mẹ ơi mày đi thanh thản đi. Mẹ ha. Nhớ tao không nhớ lúc nào nó chả ngủ mẹ nó ha. Buồn hả con? Lúc trước con ngủ chung mẹ luôn hay gì? Dạ. Tối mẹ gờ đầu mẹ ôm mẹ nói chuyện giờ hết ai ôm rồi. Còn mắt còn giữ em nữa nè. Ngồi canh sao mắt em nữa.
mấy người vô, mấy người còn gẹo em nữa, người ta bắt em của con chú giỡn á, con chú không có làm gì đâu, chú gẹo con đó. Nhớ con đi đâu là phải đóng cửa cẩn thận, vô bọng chạy cái thằng gội đó. Thương em tới nỗi mà ngồi canh chừng luôn chứ mà ai mà xin mà dám cho đâu, để nhà nuôi không à. Thường thường mẹ nói con gì? Mẹ dặn con cái gì á? Mẹ không có dặn gì. Có tâm sự gì con không? Dạ không. Không. Rồi mẹ đang ngủ nó chưa thấy mẹ đó đó. Không thấy đâu. Không. Hồi đó có thấy mẹ không đấy không đó. Em chu mỏ rồi đó. Gì bà không biết em mà sợ ma. Ô, biết sợ ma hả? Biết mình sợ ma hả? Ừ. Vậy con sợ ma hả? Ôi. Mình sợ ma hả mình? Chụp bài đúng không? Mẹ mình mà không có sợ đâu, mẹ về mẹ. Mình đừng em gì thôi à. Tối nay mẹ sẽ nằm kế bên con nè. Kìa sau lưng kìa. Mình nó lại ôm mẹ liền gì? Mẹ lắm mà. Lúc đó con ngủ đây hả? Phòng này hả? Ngủ với mẹ hả? Mẹ có ngủ đây với con không? Còn cái giường nó xíu sao không nằm được? Mà hổng cái giường mà hổng á. Nằm sao? Chen vô. Tội nghiệp ha. Nó còn vòng tay mẹ mà. Mình lớn chứ nó còn nhớ mẹ mà. Sao không? Còn nhớ mẹ. Nhớ mẹ lắm chứ. Mỗi ngày chứ cũng tới năm 18 tuổi luôn chưa nguôi nổi. Có một ngày đã tình cảm nhiều nhất nè. Biết hương ổng quá. Nó thấy từ bữa là mình chưa thấy cái mặt nó được một cái nụ cười hết. Ha. Buồn thấy không? Nó lúc nào cũng trầm ngâm thương lắm. Coi nè. Giữ em. Bé nè. Nghe nói kìa, nghe nói kìa. Nghe nói tới mẹ nè, con bà cô lại kìa. Ba đứa luôn. Đứa luôn. Đói, chuẩn bị đói. Đói, ngước ngước lên nè. Chị kia kìa. Anh Minh ơi, em đói bụng. Rồi sáng giờ con ăn gì chưa? Chưa rồi. Ăn gì? Cơm tắm. Cơm tắm hả? Buổi chiều nay có đi học không? Dạ không. Từ hồi dắt con đi học về là con ở đây suốt luôn. Dạ. Không có đi ra ngoài luôn ha? Dạ. Còn mới đi ra đi đái đi, con không mất đái đó. Để chú giữ cho. Chú giúp chú vô. Chú ăn đi bán tiêu. Chú giữ cái gẹo bằng hoài. Tự. Con biết nấu cơm không? Dạ biết. À, con biết làm đồ ăn không? Chứ không làm thôi, đứng lên lớp nhạc cái này. Không ha. Từ từ học theo ba là cũng biết. Bé này nó sống có tâm lắm. Nó sống tình cảm, thương. Nói chung là anh ba con từ khi nhau. Mẹ của bé mình mất bây giờ là không mình cưng buồn, không có. Nói chung là không có tâm trạng luôn. Đút rồi nó bú cho con nút chốc chốc vô ta. Nút mạnh lắm. Nút bóp cái cưng. Không thấy một cái nụ cười trên cái khuôn mặt của bé luôn. Hay hả? Rồi con lấy bình sữa con cho em bú thử rồi được không? Thôi, sẵn rồi. Bồng lên. Đứng con bồng em được chưa? Chưa. Chưa ha. Không quen. Con em có gì là con kêu liền nha. Dạ. Đừng cho uống nước hay bú tầm bậy nha. Dạ. Em sặc đó. Thôi khóc thì kêu người lớn. Mình chưa có cho em bú được. Không, con cũng không có bồng luôn nha. Dạ. Để chú bồng được rồi. Bồng nó chặt tay đó. Ủa muốn pha cho nó uống thêm hả? Dạ, cái sữa người ta cho chị anh pha đó pha. Cô có mặt trong tháng chị nó có để từ bao nhiêu ngày á? Cô mặt của bé thứ hai, hai cưng không? Cái này của cái chị pha cho con chị uống. Tóc đừng hôi. Bé hai tháng á. Không biết là nói gì năm pha sữa nào gì năm để sẵn sữa. Bé này hay cưng bởi vì bé Minh nó nâng hoài đúng rồi. Đúng rồi. Sữa non, sữa nhiều.